2. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Rồi Giờ. Bình Liên Viên Tàu Lao Chạm Bí Đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tàu Ly. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đây có thể nói là một ngày mã cho so cắn ngớt và cắn ngớt. Kèo này là Cường Kem 1m65 nặng 83kg kỳ cho mã cho so đầu giò. Mã cho so cao 1m86, quê đốc Bình Kèo, Tháp Mười, Đồng Tháp. Còn bên kia là Hoàng Di Cọp Gò Sòi. Khoảng 1-2 năm nay thôi, tại sân Gò Sòi khoảng 2-3 năm nay trở lại thôi là Cọp Gò Sòi. Gốc Nha Trang. Còn bộ đội quê Thái Phương, Thái Bình. Bộ ngoài. Chấp trái nữa. Hả? Mã cho so đang rượt đuổi luôn rồi. 2-0. Quá đẳng cấp vào bóng vừa rồi của Mã cho so. Một quả dặn sườn bộ đội. 3-0. Đập xuống bộ đội. Cường Kem quá nhanh vào bóng vừa rồi, đáng tiếc cho Mã cho so tự sát. 1-3. Đây là sự phối hợp rất tuyệt vời giữa Cường Kem 1m65 nặng 83kg và Mã cho so cao 1m86. Các bạn thấy như thế nào quả bóng vừa rồi của bộ đội? Quá đẳng cấp. Đường chéo là sở trường của bộ đội. 2-3. Lại là Mã cho so 3 đều. Nếu không có gì thay đổi, Mã cho so thua trên này nó là sinh nhật toàn tập ngày hôm nay. Ba đều. Hết chết còn gì nổi rồi. Quá đáng tiếc cho bộ đội, một pha bóng không cảm giác. 4-3. Bộ đội cao 1m80, Mã cho so cao 1m86. Nếu mà so về cái kỳ Hoàng Di và Cường Kem solo thì Hoàng Di chỉ có 5, Cường Kem 10. Một pha đường y của bộ đội quá đẳng cấp. Pha bóng gì rồi, quá khó cho Mã cho so. Bốn đều, buôn buôn. Quá đẹp. Hết chết rồi. Cường Kem và Hoàng Di đã bắt bài được Mã cho so. Mã cho so lại tự sát. Hiện tại bây giờ bộ đội đang vùng lên quá mạnh mẽ. 5-4. Hết bị nè em ơi. 5-4. Quá đáng tiếc cho bộ đội. Rồi Đại Lâm chấp vũ cầu Vĩ Dũng đi. Làm sạc đầu có. Sao kêu Đại Lâm sạc đầu? Bên đây sạc giò. Sao kỳ cục vậy? 5 đều. Một pha quá khó. Quá khó cho bộ đội. 6-5.
Quả hay. Bóng tốt. Bóng ghim vào cộng dây. Trong dây. Sao đều. Sao đều. Quá hay cho con Kem. Vẫn còn. Pha bóng này đang rất hay. Quá hay. Lại là bộ đội tự sát tại Nam Lạc. 7-6 nghiêng về cho Mã Cho So và Cường Kem. Mày thủ gì chúng ta khỏi thủ rồi, đừng mẹ anh tao thủ được đâu. 7-6. 7-6. Phát banh lại, Cường Kem chưa chuẩn bị. 7-6. Một pha gầm bóng vào lỗ số 6 của Mã Cho So quá khó chịu. 8-6 đổi sân. Tám sáu. Quá đẹp. Quá hay pha bóng vừa rồi. Thật sự cảm giác quá tuyệt vời. 7-8. Quá hay. Lại là một pha dặn sườn bên chân phải của bộ đội. 9-7. Quá đẹp. Cường Kem đã bắt bài được rồi. Quá hay. Quá hay cho cái chân của bộ đội. Ôi cái chân của Mã Cho So. Tám chín. Một pha phạt bóng quá khó chịu của bộ đội. Trên đều. Trên đều. Trên đều. Hai chiếc. Lại là bộ đội đường y chồng đầu Mã Cho So. Hồi nãy hai chiếc đi hên chiếc rồi mới lấy chiếc này lại là hai chiếc kia mất, lấy lại được có một chiếc à. Ba chiếc còn hai à. Châu Âu lấy à. Gì? Châu Âu lấy gì? Mời Trinh. Còn cái ra được. Lại là Mã Cho So. Hầu như set banh nào cũng vậy. Gần cuối Mã Cho So. Tình cho không biếu không. Thật sự Mã Cho So sức đã xuống rồi các bạn ơi. Nè cái càng này đúng rồi mà em kêu cho chú So. Mười một trên. 11 trên. Mày mơ quýnh á. Nay tổng lúc bi ông xảm tao khi giọng cặp này tụi nó ăn luôn 2 năm đủ loại đem lợi chứ đai. Quá hay cho cái giò Mã Cho So.
lại là Mã Cha So. Hầu như gần cuối, Mã Cha So làm từ thiện rất nhiều. Thật sự Mã Cha So từ thiện quá. Sao giờ 170 tỷ mà. Ở dưới Lai Vung, Đại Lâm cũng đã từng về giao lưu với anh em thị trấn Lai Vung của câu lạc bộ bóng chuyền Đầu Dò này. Có anh Tư Biếu, Đại Lâm về sửa tên anh Tư từ thiện. Và hôm nay Đại Lâm đã trở lại Gò Sòi gặp anh So thành anh Biếu. Bây giờ ăn không chú? So xách bánh này biếu quá anh Tư Biếu ơi, Tư Biếu Lai Vung ơi. Giờ vốn 170 tỷ mà. Xin chúc mừng sức khỏe câu lạc bộ bóng chuyền Lai Vung. Anh So này cũng là tháp 10 đốc Binh Kiều, cũng Đồng Tháp nữa đó. Từ thiện quá, nói chung là dân Đồng Tháp mình, đặc biệt là tháp 10 và Lai Vung từ thiện quá. Qua đang tiếp cho bộ đội. Đây là phút thái. Anh cứ chấm bộ đội với lắc đường y vậy anh rồi, chấm chú So với lắc đường y vậy à. Mười, 12. Bộ đội vừa một pha tự sắp tại đám lắc. Quá đẹp. Cường Kỳ đã bắt bài được rồi. Giờ người ta đứng nội thôi. Quá đẹp. Mấy cái banh cao cao như thế bộ đội rất thích. Quá hay cho Di. Bộ đội làm gì đây? Vẫn tiếp tục. Cơ hội quá đáng tiếc cho Mã Cha So. Vẫn còn. Cái chân của đội quá tiến bộ. Vẫn còn. Vẫn tiếp tục. Cái bài này quá hay. Chưa sao. Phản công cho bộ đội. Làm gì đây? Quá tuyệt vời. Cường Kỳ quá hay. Tiếp tục. Thể lực và thể lực tiếp tục. Điều gì đang xảy ra trên phần bên này? Tiếp tục. Chưa sao. Tiếp tục. Đang tiếp. Đúng là cái tên Mã Cha So. Từ thiện quá, từ thiện rồi. Và bên này thật sự quá. Hai bên hết sức các bạn. Và Mã Cha So đã làm từ thiện. Biêu qua biêu rồi. Anh Tư Biếu Lai Vung ơi, lên Gò Sòi có từ thiện Mã Cha So thế chỗ của anh rồi. Còn gì hay nữa? Ví dụ má bay mấy cái banh như con bò. Má gì này hay quá. Pha banh vừa rồi thật sự hết xí quách hết rồi bạn. Ai cũng hết xí quách rồi. 13-10. Một pha hy hữu không các bạn. Bộ đội chớp một phát. Cường Kem chưa vào sân. Bộ đội phát phát. Mã Cha So đứng hình. Mã Cha So. Bộ đội làm phát Mã Cha So đứng hình. Anh chạy lại, anh nhín nhín nhín. Lấy đéo được. Quay lại đây. Quay nhạc. 13-10. Quá đẹp. Hoàng Duy đã bắt bài được Mã Cha So rồi các bạn ơi. Mã Cha So đội hết chết rồi. Hết biên. Bóng trong liêm 14-10. Nếu không có gì thay đổi, ngày hôm nay là ngày sinh nhật. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 đi hội, tháng 3 đi chùa. Có lẽ như là Mã Cha So tháng này Mã Cha So làm sinh nhật luôn. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến là hết. Xin chúc mừng Hoàng Di và bộ đội. Quá tuyệt vời cho bộ đội vào bờ an toàn với Hoàng Di cầm Gò Sòi. Bộ đội đi hỏi bộ đội. Em đi cùng kèm quân chơi ơi. Mã Cha So sinh nhật toàn tập luôn rồi các bạn ơi. Xin chia buồn cùng Mã Cha So. Không ngờ bộ đội qua vòng quay bữa nay đưa vào bờ.